hỏi hàng ngoan ông chủ đất với gáo đó, ông nói cho chặt nó anh chặt chặt làm ông qua ông mé nhánh xuống giữa mưa cuối là có vài bữa là ông bả là chết ngọt chết trong nhà ngang cái gạch này cũng như cái gáo bên đây nhà bên đây nè, cái nhà hiện tại còn là mới linh hiển cái đó mà không biết cái quyền gì cái linh hiển gì mình thấy thì bả chết tốt vậy đó mà không có dám động đâu. Ổng là ổng nhậu tối ngày ổng ngang ổng có tin tưởng gì đó ma quỷ chết nhà vậy. Thấy từ ở dưới cây gấu miểu bay lên cây cà dâm rồi đó, trên này có cây cà dâm mà giờ cây đó nó mất rồi, là bay lên y như mâm mà chiếc chiếu cổ vậy đó, lượn cái mình hồi đó mình còn nhỏ mình không biết ba còn lửa kìa. Ổng chụp tay ổng đè xuống, đừng có la được, chỉ bà đi rồi túa bay lên cây dâm ha, cây dâm cái bắt đầu đậu lên cây dâm mà nhìn thấy cũng như là đèn chớp mình chớp về vậy đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Tân Hoài thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Và đây là một cái cù lao khá là hẻo lánh. Và hôm nay thì Bùi Hồ có mặt tại đây để muốn giới thiệu cô bác quý anh chị về một cái cây gáo cực kỳ linh thiêng, có tuổi đời hơn 300 năm. Và nói về sự tích cây gáo này thì có nhiều câu chuyện truyền tai nhau rất là linh thiêng gần bà ngự ở đây. Và khi mà có cây gáo như thế này người ta không dám đụng chạm, ngay cả những người mà họ không tin về mê tín về dị đoan, họ vô tình mạo phạm cái cây gáo này thôi thì gặp những cái câu chuyện tai ương rất là khủng khiếp. Và để hiểu rõ thêm thực hư về cái câu chuyện cây gáo này như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo chân Bùi Hồ để nghe những người dân địa phương ở đây thuật lại những cái câu chuyện mà đã từng chứng kiến được. Và mời cô bác quý anh chị cùng đi theo Bùi Hồ để mà tìm gặp những người nông dân địa phương ở đây nha. Thưa cô bác quý anh chị, để tìm hiểu về sự tích cây gáo miểu thì hôm nay thì Bùi Hồ rất may gặp được chú Đợi. Chú Năm Đợi là người dân sống ở đây, có thể tường tận cho cô bác nghe về cái sự tích cây gáo miểu. Và lát nữa mình sẽ cùng với chú Năm sẽ lại đó luôn ha chú ha. Chú thì cái cây gáo miểu này nó có tuổi đời lâu chưa chú? Theo tôi biết thì tôi này 68 tuổi. Dạ. Mà như ông già tôi đây tính có thể trên 100 năm, trăm mấy chục năm. Bởi vì hồi trước nó 2 cây, sau mấy ông già kể lại á, rồi nó chết 1 cây còn 1 cây. Hồi đó tôi biết á, cái bọng nó bự gì nè. Hồi anh hai tôi ẩm nay 70 mấy tuổi đó. Hồi đó cũng dưới bò, cái đồng nông dân thì ở quê hay dở cắt cớ lắm. Cái đốt cái trong cái bọng bự gì chung có thể người chung được, có kẻ vô. Là rồi sau này cây kia chết còn 1 cây 1. Có một cây một là tới giờ vẫn còn tới bây giờ. Cây đó là có sau này mới tiếp thu là hầu từ khi cái bọng tới giờ sau nó lớn dần dần cái líp luôn cái bọng luôn. Yeah. Có từ hầu đời tính ra 1900 tôi sinh 1953, có thể hồi 80, 82, 83 tôi biết. Hồi đó là có linh hiển hồi xưa không thấy mà tính gì đang. Cũng có những người ở đây thấy nữa. Bởi vì rằm đêm đủ bà xẹt. Sẹt con lửa, chính bà già của chú Phiếu này gần đây này, nhà trên này đó giờ cũng thấy là bà đi một lần sẹt ở đó hoài. Sẹt ngang cái gáo luôn. Cái gáo đậu vô gáo đó hoài đó. À, cái gáo đó linh hiển vậy đó. Thành ra chú đất đó là ông Hai Ngoan, ông già ông Diêu, 40 công ở đó. Thành ra của đời xưa đây tôi kế bên trên tôi sẹt. Thành ra tới bây giờ vẫn còn bây giờ không ai dám đốn mé được. Nó linh hiển không ai dám mé được, nó tới giờ còn. Có chỉ ông ngang sông bên đông Thà Tương, hồi đó ông qua ông mé một lần. Ông mé một lần một cho nhụm ông cái ông hỏi ông chủ đất là ông già cái nhánh trời đánh gãy rồi gãy cho có mé lần nữa rồi ông qua bả qua bả chặt bả mé một cái rồi ông mé về. Ông mé rồi về rồi bả chặt ông chết rồi, ông chết bả chết luôn bả chết ông cái nhánh nó gãy xuống rồi đó không rồi ông kia nó hỏi anh hai ơi ông hai tờ hai thương á hỏi Hai Ngoan ông chủ đất với gáo đó ông nói cho chặt nó anh chặt làm ông qua ông mé nhánh xuống giữa mưa cuối là có vài bữa là ông bả là chết ngọt chết trong nhà ăn cái gạch gì cũng như cái gáo bên đây nhà bên đây nè, cái nhà hiện tại còn là nó linh hiển cái đó mà không biết cái quyền gì cái linh hiển gì mình thấy thì bả chết tốt vậy đó mà không có dám động đâu. Ổng là ổng nhậu tối ngày ổng ngang ổng có tin tưởng gì đó ma quỷ chết gì. Là cái năm đó hình như chết năm 70 khiên gì ngoài lâu lắm 76 chết 76 vậy là mấy ngày sau là chết luôn hai chú hả? Bả dạ. Coi như là chết mà bả với ổng nằm chung trong mùng đó mà chết ổng không hay trời ừ. Là ông là người đốn bà ừ. Là người chết, bà chết chặt củi ra ừ. Tiếp tục tới bây giờ tính là 300 năm rồi sao nhiều lắm rồi sau này là rồi xuân nó đắng nó cũng mầm nó chung á
thì nó cũng bằng lăn đặng lên đê, đất thì giữ gì lũ mùa chuyển vụ hai vụ, thật chuyển hai vụ thì thời gian mình cũng lu bu đi, thì mấy mặn khá giả giá sao thì cắt nhà lên được cắt cái miễu mới đây, cái miễu mới lập 3-4 năm nay chứ trước không có miễu đó, miễu còn gỗ, miễu gỗ là lâu nó hư, bò trâu đồ bia dòng lúa mùa rồi sao mới chuyển vụ từ năm 75 tới nay mới chuyển vụ nhiều, thành ra cái áo nó cũng có người lại cúng kiến xin số đồ cũng đa số đi, cũng có người mê tín lại đó, thì tôi đây cũng bình thường, nhưng tôi không thấy. Cái thời gian trước thì bà già chú này gặp nhỏ tôi thấy một lần đó, lúc đó năm là năm 70 khoảng 73 là như vậy là giác khoảng 9 giờ 10 giờ rằm tháng 10 nè, thì đang ngồi trong nhà vậy thấy từ ở dưới cây gấu miểu bay lên cây cà dâm, rồi đó trên này có cây cà dâm mà giờ cây đó nó mất rồi, là bay lên y như mâm mà chiếc chiếu cổ vậy đó, lượn cái mình hồi đó mình còn nhỏ đó mình không biết, ba có lửa kìa, ông chụp tay ông đè xuống, đừng có la được, chỉ bà đi rồi túa bay lên cây dâm ha, cây dâm cái bắt đầu đậu lên cây dâm mà nhìn thấy cũng như là đèn chớp mình chớp giờ vậy đó. Rồi cái bắt đầu chừng khoảng nửa tiếng hồi bắt đầu bay trở về cái gạo. Ô chú nổ cục luôn kìa. Không, ngắt mà tao dựng ốc luôn. Dựng ốc luôn. Có thật sự đó. Đó. Tôi ở đây gần nè. Như tôi gần đây nè, bò tôi lúa tôi đây. Mà nó tao nhắc đấy đó. Thả bò đó cày đó, thả bò ban đêm đó, 5 tới giờ thả lại ăn đặng đặng. Bò nó chạy mà tôi không thấy, bò nó chạy lỡ không được. Ăn đặng nào được lỡ đó là lỡ gần đó bò chạy. Nhá. Nhưng có ông anh ba ông gần đó ông mằng. Mằng vừa đó mới gần đây năm 78 nè, gần đây đó. Là có ma, ông thấy ma là rõ ràng trời đánh ông kêu ông. Ông có sự linh hiện, giờ tới giờ tới mất tiêu không thấy nữa. Ông thấy người già thấy. Cái gáo này là không ai còn dám đụng nữa. Còn tới giờ đó, như chỗ đất không cho cắt. Hồi đó cái bọng, cái gáo này chung vô được mà. Nhỏ tôi với bò đó chung vô cái bọng kẻ chung vô được đó. Sao là cái đốt, nó liền lại luôn. Hồi đó cái bọng bây giờ quên nó liền luôn. Gáo này kêu người loại gáo vàng, chứ phải có trắng. Dạ. Tính là lâu lắm đó. Ồ, nghe cởi mà là chữ ghê đưa má. Tao bị tao nhớ hồi nhỏ đó mà tao nói tao là dân ốc á. Cái gì cái quyền gì cái thí dụ cho tôi trẻ đời sau nó biết ở đập má trường xã Tân Quề có những cái gì nó lâu năm ha. Chú thí dụ gặp, chú Năm với lại chú chú bà Phiếu, chú ba bà. Uống nước trà bằng cái này là tao cắt ra tự cắt gió dừa nè. Gió dừa. Chú Năm ở đây, đây là đó giờ luôn, đây là cái trại của chú Năm trại này làm vậy. Ruộng chuột ruộng. Để trong này màu chuột nó mọi có gì ruộng này trên lúa mùa dạ, thì là ở đây hồ nhỏ tới lớn dạ. Đây đầu cụ lao này nó cứ nói chung năm hồi đó thì đầu tây ruột ngựa đuôi heo, tại sao đầu cụ lao tây đuôi cụ lao heo, ruột ngựa là Bát Trường, nó hồi đó ba xã Tân Quề, Tân Quế, Tân Long á. Chỗ cây gáo đó là một cái khu đất mà chủ đất là không có làm ruộng mà chừa để chưa. Cắt cái ngôi miếu luôn. Vừa vòng vòng chắc có lẽ là đâu có quá linh thiêng. Dạ. Gạt linh đã có thấy có người mướn đất hồi xưa đó nói ra mình không phải nói giúp ông Phí đó biết không? Bà Phí mướn đất mặn nè. Gọi bà dòng đàn bà chữ rủa con cái đó. Chữ bà cố bắt mày, bà cố bắt ngoi đó biết không? Ngoi đó chữ là bắt là bẻ hồng đau là cái học máu đó đụng là giấy là đầu đuôi dĩ mới hết linh vậy đó. Bà cũng mướn đất ba bằng rồi con nhỏ giọng nít 12-13 tuổi lì lợm đó, bà mới rủa cái xã rồi cái đau luôn, cái bà quản hùng bà quản dí mướn mùa một nghỉ luôn rồi giấy xong mới hết giấy cũng dạ. Đầu đuôi dĩ mới hết tại đâu có dám giấy rồi thôi mà mấy năm gì mấy chục năm gì trước mà thì con nghĩ là cái cù lao mình chắc nói về cái gáo miểu thì chắc ở đây ai cũng biết hết rồi biết, à biết con số người biết không lớn tuổi như, biết dạ. Là như chỗ này biết nhỏ tuổi là không biết vậy là theo chia sẻ của chú Năm là cái gáo này là có bà ngự cái đó bà ngự cái đó bà chú xứ bà có gì đó hoài bà chú nói bà cố đó bà kêu bà cố lúc năm 77 là có cái bà Út bà Út ở Cả Tre Thanh Bình mình bà lên là bà vô máu chó rồi bà thấy bà đó là bà thấy là người khuất mặt là bà thấy trơn á thôi ở chỗ nào bà không thấy trơn dạ bà nói ở trên là ngồi một cái bà còn là lớn tuổi tóc bạc trắng còn quân gia ở dưới mấy chục người trời bà thấy bà nói mà công nhận bà đó bà hay bà đi động này nè mấy người mà chết mà chôn lén nít đó bà đi bà biết trơn bà gặp trơn à bà biết mà chôn mà liền xả lúa bằng phẳng rồi đó mà bà đi ngang cái bà nhìn bà thấy thấy phần âm hết bà thấy phần âm trơn dạ. Mà bây giờ bà nó còn sống không biết bà gì Cả Tre đó bà lên đây cắt lúa đó dạ cái bà đi
Bà đi cái xuống bà ngầu trại ông Hai Ngoan là chủ đất đó. Bà ngầu cái hỏi ông Hai Ngoan, hỏi bà thấy gì với cái gáo không? Bà dồn hoài á. Cái bà nói có khoảng 30-40 người á. Còn có một bà tóc bạc trắng mà ngầu trên đọt cái gáo á. Bà chánh đó. Là ở trên còn quân gia thì ngầu xanh quanh ở dưới. Mà nói là tao còn giữ gốc nha. Trời, chú đưa tay lên ngồi. Giữ gốc của tao đó. Tao giữ gốc á. Rồi hồi đó tới giờ là như ở đây là đi lên đi xuống ai làm chứ đâu có dám nói động, đâu có dám bẻ nhánh bẻ bọng gì đâu. Sợ lắm. Sợ dữ lắm. Vậy là nói có cái bà cô bà, đó bà có nói là bà chú xứ hay là bà cô hỷ không? Bà nói bà chú xứ. Bà nói bà này bà lớn tuổi lắm rồi, mấy trăm tuổi rồi, bà về đây nè, bà ở đây nè, ai đừng có động tới cây gáo đó nha. Bà có nói bà dặn á. Rồi đâu có ai dám động, thành ra ông chủ đất đó là ông mới cắt cái biểu bằng cây. Dạ. Sao là ông Ba Xuân là con ông đó là mằng mới khá giả lên, ông mới cắt cái biểu xây. Dạ. Đúng. Nói chung là cái là ở đây là giờ còn có cây gáo đó. Chứ còn nào mấy cánh dưới sao không biết, cái cây gáo này nghe mấy ông kể là nói bây giờ là trên 300 năm rồi đó, cây gáo đó. Về tuổi thọ hay không? Ừ, tuổi thọ là trên 300 năm rồi, theo mấy ông biết. Bây giờ nói chung ra đâu có ai dám động phạm gì tới. Đi qua lại cũng bình thường, mằng không có gì trơn. Nhưng mà động nhánh rồi không ai dám động. Ừ, không ai dám động. Dạ. Nó có hồi đó giờ đi vô mằng bà trại đồ mằng mấy người thấy cái trơn. Chứ tôi về tôi ở đây lâu, tôi ông già tôi cũng biết 85 gặp bà đừng có chỉ gì nữa, em theo ru cái bà cù đậu cho nó bày vậy đó. Mà ông Ba Ngoan ngoài Tân Quế nè, ông đem vô ông giật phải không, ông đem vô ông giật cu là đủ, mà đem con cu nào vô là chạy hết, con nào cũng sững lông đốc tung chồn hết. Gặp cu đậu mà giật không được đậu vậy đó, ông đem là ông gác là một hầu là cu của ông là tung chồn hết rồi đó. Con cu ba cốt nó gái đã lắm. Dạ. Mà giờ không biết còn không mà không nghe nữa. Chứ đó bị chú đó, chú cắt trại, chú cắt gió kế đó đó, cách bề trên khoảng 100 mét. Là nó gái nghe đã lắm. Mà đâu có ai dám lựa bắn bọng gì. Rồi ông vô ông giật cu, ông gài lưới xanh quanh vòng. Đặt hầu thì cu đủ mà tung lòng luôn. Ông nó đủ mẹ tức trời. Con cu gì đâu mà giật chỗ nào cũng được hết. Mà con cu này để hầu là tung lòng. Giống như bà không cho không cho giật, giống như bà nuôi vậy. Ừ. Dạ. Linh lắm mẹ ơi. Đâu có ai dám lợi đâu. Bây giờ xin số mấy năm trước cũng ghé xin số mà không biết có xin không, mà gì không cho số. Xin chứ không có cho. Đặc biệt là những cái miễu khác thường là những người mà chơi đề chơi số đồ là thường lại xin, nhưng mà miễu này là không xin cũng không cho luôn. Thấy cũng chú cũng bánh năm, đúng năm 2000 á, lúc tháng 6 tháng 7 lúc đó cái miễu còn miễu cây thì tao vô tao nằm co gì trên, thấy trên mới tao nhắm mắt thôi mà trời thì chỉ mưa hen. Tao nhắm mắt, tao vô nhắm mắt cái trên xà xuống út mà thấy ba anh chó con rõ ràng mà đang thui bắt tao ngồi gì, nhưng mà tao đâu có sợ, nằm xuống ngủ tiếp coi có cho con gì không, rốt cuộc cũng có mẹ chứ. Rồi tao về mẹ cái đó kiếm tiền kiếm số chút rồi nè. Nó cái miệng này nó cũng linh hiển, mà tới giờ thời bây giờ nó khác rồi, nó thay đổi rồi, quốc độ nó trở qua rồi, nên ta về tu hành trần tu hành hết. Hồi đó là kêu rủa không dám rủa đó, rủa có liền bởi cái bà mướn đất cái rủa đó, chính tôi thấy rõ ràng nè. Con có nghe cái sự ngày xưa trước đây khoảng năm 2000 trở về trước á, thì miếu hoặc là đình thì mình vô đó thì ông bà thường có hay dặn một câu là vô đây thì không có được nói bậy nghe, nói bậy là bà bắt chết hay là thần bắt chết. Nhưng mà từ hơn mười mấy năm nay thì cái việc đó thì nó ít nghe lại. Chắc người ta mấy những ông lớn nói là chắc bà hay là đồ đi về núi tu hay tu trần à. Dạ. Giờ đức cái chủ tôi nói là quốc độ nào trở nói là có thể là tu hành thì không còn ở đây với trần gian này nữa. Chắc chút xíu nữa thì mời cô bác quý anh chị cùng lại thăm cái cây miếu gáo miễu đó, có nghĩa là cây gáo có trước thì sau này có miễu sau. Để có miễu trước luôn, có miễu trước luôn mà tao tham quan sạch cái ngôi miếu này nha. Và ở chậm nước rồi đặt đi để uống nước trà miếng nhé. Với lại chú Ba với lại chú Năm sẽ đi đến cây gáo miễu, nơi được gọi là một sự linh thiêng mà mọi người ở đây thì không có dám đụng chạm vào. Và chắc trước khi mình quay phim thì mình sẽ xin phép trước. Bây giờ thì mình sẽ tắt máy để mà vô miếu để mà xin phép với lại ở đây cũng như là ngôi miếu này cũng như là trước cây gáo này để mà được phép. Em cũng đã xin phép về để được ghi hình ở đây thì mời các bác quý vị cùng nghe.
chú Năm đợi để mà hướng dẫn vô tham quan ở đây. Còn lúc nãy thì con có nghe chú kể cái câu chuyện là chú vô ngày xưa là chú chăn mò, là chú vô đây chú núp trong này hả chú? Dạ, núp vào đó cái bọng bên dưới nó bự lắm, cái bọng bên dưới kẻ chung vô được. Cái bà rồi bị đó, cái bọng nó nhỏ đi đốt cháy rồi mới chữa. Rồi đó anh tôi đó lớn anh ấy ấy thì có kẻ này lớn đi. Cái lớn cái bọng nằm lúc ở dưới là bọng, là lúc dưới nó bự chung vô được. Rồi sao lớn nó liếp lại. Hồi đó bà lớn có thể chung kẻ vô được, nó thấp gì khòm chung vô chơi của bác. Dạ. Bây giờ đất rồi. Nó bồi hả chú? Đất nó bầu dưới nó lớn nó bên đường bằng đủ đường cái dấu cả cả dạ. Đủ đường cả. Đâu chú à? Cái con mày. Là đúng. Chú ba ngày xưa là chú Năm ngày xưa là chui vô đây. Ừ, hồi đó chung vô kẻ này nó thấp gì nè. Trốn chùa của bác đó. Rồi cái sao là từ từ nó biết lại lớn là biết bự luôn. Rồi bên cái bụng người sau này nó liền ra lại rồi chi thức bả nữa. Xuân rồi nó mới tấn gián hay lại liền cho nó lớn. Tấn gián hay là ai cưa? Chú Năm. Mày tấn cái gáo, cái gián là tấn không phải cưa được. Gián tấn hay chú Năm? Cứ mất từ. Lớn gáo này lâu đời lắm. Ồ, cái này là người ta tấn gián mà con tấn gián đừng cho nó liếc qua cả này nè, nè cái bọng dòm chỗ chú thấy nè. Dạ. Thấy không? Bọng thấy không? Chung nó được đó, bây giờ liếc lại đó. Ờ, này là người ta tấn gián chứ không phải là giống cưa ha. Giống cưa tấn gián. Tại vì chú Năm nói là không có ai dám đụng phạm mà. Tấn đâu dám cưa động gì đâu. Cái bọng đó bự lắm nè, chút lên này nè. Đó cái gã đó đó, liếc lại đó kẻ nó chung cho được đó. Dạ. Nhưng như mình chung được cái nhỏ 15 16 tuổi nhỏ chung được. Chú Năm nói ngày xưa là gặp bà đi ngang là ở đâu? À, cái đập này nè, đây nè, cái này. Đây đi lên lên cái cà dâm. Lúc tháng năm đó là khoảng năm 73 là rằm tháng 10 á. Rằm tháng 10 là đây bay về cây cà dâm, cây cà dâm bay về đây. Cà dâm đất Mỹ, nó Mỹ. Đất cái Mỹ. Bay về đây ở trên cái đọt đó, 300 thước. Trên cái đọt này đây. Ốc nói cho vùng mình. Rồi chú Ba là ngày xưa là mưa mà trốn ở đâu? Không, hồi đó chú không có dám xuống đây. Rồi đó nhỏ nhỏ là coi như bình thường là 4-5 thằng dám lợi chứ mình đâu có dám lợi. Dạ hả chú? Nhỏ đâu có dám lợi đây. Trời ơi. Cái chuyện lớn sau này đó là mới dám lợi đây chơi. Mới bên... làm cây cấu đồ sầm phức lên ít sệt nhà. Dạ. Hồi đó cái trại bên đó, có trại một. Ở trong đồng này là không có cây cấu trơn á. Coi như là trụi lũi không có cây cấu trơn, chỉ có cây gáo này. Với cây cà dâm trên thôi chứ không có ai có cây rộng trơn. Dặn cái Tân Vinh có hai cây vậy thôi. Đi xuống ngọn Cả Môn với ngọn Tân Vinh á là có mấy gáo lớn chứ. Chính là chú Năm là đi gặp bà ngự cái đây luôn. Chú ba này. Mấy ngày rằm kể lại rồi. Là sợ không chú? Trời ơi, ta nói tới giờ ở đây là ta đâu có dám đụng chạm. Đi ngang qua đây là cũng giái gian đồ kia thôi chứ không dám nói vậy. Nói chung ra là năm 73 là chú 12-13 tuổi á, thì gặp vậy thôi chứ đâu có dám la. Mấy ông theo mấy ông già xưa kể lại đời ông bà mình nói là tới đây là mình theo tính là có trên 300 năm. Trên 300 năm cái gáo này. Ngoài cái sự hùng vĩ của cây gáo thì con nghe chú Năm với chú Ba nói về cái sự linh thiêng của cây gáo này, mà đặc biệt là những người mà dân ở đây họ không dám kể cả nhặt nhánh về để mà chụm làm củi, nhánh đã bị khô rồi mà không ai dám lấy hết rồi, không ai dám đụng rớ mò rớ về cây gáo này, lá không dám làm lấy luôn, lá sợ. Không dám lấy luôn. Không ai dám rớ tới linh thiêng gì đấy. Con thấy một cái mảnh đất này là lúc nãy là chú Năm với chú Ba đâu. Hồi đó bự lắm, rộng lắm, bây giờ bị bằng lúa cho mờ đường nó mới thắng vô nè. Dưới mới múc nè, đi khu vực cái bờ rộng lắm. Là không ai dám làm ở này luôn. Chủ đất của mằng cũng dán, cũng sợ nữa. Hỏi xưa thì có cái miễu bằng cây. Cái thời gian hòa bình rồi á, thì bắt đầu là hòa bình rồi á, là bắt đầu ta mới nó mới sạch đi. Bỏ qua thời gian, cái sau lại tới khoảng năm 80 là ông Ba Xuân nó mới cắt lại cái miễu bằng cây. Chủ đất này là Ba Xuân. Là chủ đất này là Ba Xuân, ông cũng không ai dám, ông hay ngoan đó. Là mới cắt ở đây. Rồi cái sau lại cái ông Ba Xuân nó làm ăn khá giả mới cắt lên cái miễu đúc này. Dạ, không phải để vô phần miễu đi chú Năm chú Ba. Không giấy tụi mần khá giả về từ cái miễu lại. Giờ coi như là cái miễu đúc này là được xây bao lâu ha chú Ba? Miễu này năm nay chắc cũng có chục năm rồi, 2 năm. Quay vô phần miễu là vô vô. Ông đúc năm nay năm 2000 là chưa đúc. 2000 là chưa đúc. Là trước, dạ, có nghĩa là ngôi miễu thì có một lượt với lại cây gáo. Nhưng mà do thời gian thì những cái cây đồ nó bị mục nên thành nữ ra là mình phải xây lại cái làm ăn được. Rồi cái xây lại cái ngôi miễu trang nghiêm như thế này.
mà con có thấy là thường là ít có người dọn dẹp ở đây nha, về cái phần hương khói rồi á. Mở bên trước rồi làm cái lắm, bên này ít rồi, bỏ phế rồi, khoảng là mấy đứa không dọn được, thường thường dọn hoài, người ta từ đó dọn. Việc, dạ, việc mà sửa coi miếu này là mình có xin keo xin ấy gì không chú? Dạ, 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 ba Xuân có là xin keo rồi đàng hoàng mới cắt. Dạ, ừ. Tại vì con nghe nói những cái ngôi miếu linh đó là khi mà muốn sửa là phải xin keo đồ cho thì mình mới dám sửa hay chú? Đúng rồi. Xin keo, xin xăm, sửa không cắt lại đây thôi. Dạ. Còn cái lục này á, mình làm gì? Đây nè, cô bác quý anh chị thấy đây là cái phần miếu sau này được xây khoảng hơn 10 năm thôi. Nhưng mà trước đây việc mà trước đây rồi có cây cho miếu cây. Dạ, miếu cây và rất là linh thiêng. Và mọi người, ngay cả chú Năm với lại chú Ba là người dân địa phương ở đây, nói cái việc mà đi xuống đây để mà đi ngang đây thôi là cũng không dám đi rồi. Và chúng ta thấy chú Ba đang làm một cái công việc dọn dẹp nè. Bây giờ tôi quét đi. Ngày xưa là có dám vô đây để mà dọn dẹp giống vậy không chú Ba? Không, vô tới đây tôi ngủ luôn mà. Ngủ à, chú Ba lúc nãy kể cái câu chuyện là vô đây nè ngủ. Ê, ngày đó không hiểu bằng cây, năm 2000 không hiểu bằng cây. Dạ. Ta vô đây ta nằm ta ngủ. Thì chú Ba thấy gì, mấy con chó đó hả? Ừ, thấy tôi đập tôi nằm, ta nhớ được còn năm quay đầu gì được. Ngước lên nhìn cây gáo rồi, cái ta nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại cái ba con chó bay xuống nó chụp tôi bật tôi ngồi vậy. Rồi tôi nằm xíu tôi ngủ tiếp. Thấy sáng không thấy gì trên á. Đó mình làm nữa cho ăn số đi quý. Cho cái miếng đi cho tấm mền một lắm cũng đi. Mà may mắn là gặp được chú Năm với chú Ba là người dân địa phương ở đây thấy hiểu hết và có thể có là từng chứng kiến thấy và tường tận về cái sự tích cây đó là năm 73 á, là gặp một lần thôi. Dạ, tới sau này là không có gặp nữa. Nhắc lại mỗi lần nhắc lại cái câu chuyện mà đó nhắc, là nhắc tới là tại dân ốc á. Dân ốc. Nhắc tới là dân ốc tay, nhắc tới là dân ốc rồi. Một lần trong đời ha chú Ba. Ừ. Coi như cha chăn nó đẻ mới gặp một lần đó. Đây được con được. Khoan thôi để mình ta làm luôn đi. Dạ. Có mấy năm trước ta cũng đợi xin cúng chuối cúng đồ hoài à. Có ai cúng thuốc cúng đồ. Cúng thuốc cúng đồ đó cũng linh hiển sinh số. Mở tay cờ bạc đồ số đề rồi đó. Còn chú đây không có, qua đây là chỉ gì ai cúng mời tao vô sáu chạy ngầm đường thì ai cúng mời lợi vớt đình quốc. Xin bà cho tôi xin lá chuối này tôi bằng đường làm gì ăn nghe rồi vậy thôi. Dạ. Yeah. Dắt vậy thôi chứ không có gì. Rồi mấy trước nó còn một lần kéo điện rồi nó kẹp bóng đèn rồi thấy lâu quá rồi giờ nghỉ rồi. Bóng đèn có dây điện còn nè, dây điện này đem bóng đèn theo sáng đêm bóng đèn còn nè. Giờ lâu quá rồi nghỉ rồi không treo đèn còn không biết không cả đèn nghỉ cắt cả. À, bóng đèn đó. Nói chung cái này mình phải nói mà bị hộ cho cái cây gáo này chứ tính cũng lâu lắm lên hiển lắm chú Ba vừa kể đấy. Còn những người dạ không dám đợi đây gần gần đây có những chuyện xảy ra kêu rủa bậy bạ đó bây giờ nó đỡ rồi thành ra không còn ai kêu rủa gì nữa với thời buổi giờ quốc độ nó trở rồi đấy chú nói nãy nè thì người ta về tu hiện trơn rồi mình tin tưởng theo mình phải tín nhiệm theo sợ xịt để di tích lợi cho con cháu mình tôn thờ cái miễu để thờ hương khói chứ cái tâm linh của mình chứ ngoài ra thì không. Ê, có còn nào mà mê tín gì nữa là tu hạnh cho người về thì cũng có lòng thôi chứ còn ngoài ra có ai chứ còn yên nguyên có nhiều không dám lấy ăn đó sợ bỏ suối luôn chuối bánh đồ không dám lấy sợ. Hôm nay thì con thì được may mắn về cái vùng đất quê hương của mình mà thật ra thì sống từ nhỏ đến lớn ba mươi mấy năm nhưng mà lần đầu tiên nghe về cái sự tích cây gáo miểu linh thiêng và một cái cây tồn tại cực kỳ lâu năm như thế này mà cũng ít người biết đến thì con mong video clip này lên thì sẽ có những người biết đến để mà đến đây để mà cầu giấy bình an hay là cũng như chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ của cây gáo miểu như thế này. Một lần nữa thì chắc có lẽ là cho con chân thành cảm ơn chú Ba với lại chú Năm. Cây gáo này là trên 300 năm rồi đó. Dạ. Cây gáo là trên 300 năm mà mấy ông gài cu đó về đậu cu đậu có bầy bầy vậy đó và đem vô mà cu đá đó là đem vô con nào là cái tung lòng chạy nó hết á. Không có ai gài được trơn á. Dạ. Có làng tôi bắn cò ở đây cái vườn này cái ngọn đó cò dữ lắm tôi lại đi gặp cu đậu trên á đậu trên đó luôn tôi bắn bằng đêm tôi phiếu nhã cái đó nhớ không tôi bắn cu ha tôi bắn nào thùng trên bắn trên cu xà xuống lên đất lại bắt tiêu sao là tôi không dám bắn nữa tôi không dám bắn cụ đâu bắn lên cụ tét xà xuống nằm mà là cái không có tôi sợ luôn không dám bắn luôn bỏ nghề luôn không bắn luôn ngồi đó đây nè cái rừng nè chuyên bầu vô cò chứ bắn là đêm nào cũng chụp con gì nó cháu rồi về đây tôi bắn con một nó xà xuống thấy bắn cụ rớt xuống góc mà áo mình giọt tiêu
thôi nghĩ ra gì nghĩ tôi giờ ốc mình tôi không dám bắn nữa. Cái gáo này đó cù chim các cù rồi bị nó cao nó bự cầu cổ thụ chim á, nó tìm cây lành mà đậu mà cái cao dữ dằn. Tính ra thì ngày nó... xưa giờ đâu có ai mà dám mà leo lên cây gáo này. Cũng có người leo. Là... cũng có người leo lên bắt ông gùi rồi kia đó chút đỉnh đồ sau này mới leo rồi trước chơi leo lắm mấy cái thằng lại lắm như hồi mấy năm về trước nghe thằng Tùng á xách cây cưa ở đây nó cưa gần sau đó nó quản nó bỏ rồi Tùng cái trại nó đây nè Tùng cái trại trong đó nó còn nó người đạo là công giáo không tin không tin vô ông cưa sau đó mà bị sao đó quản hồn nó bỏ coi như cái gáo này giờ không ai dám cưa dám chặt dám gì hết trơn á. Vậy bởi chỗ bề móng nó dọn dập đơn. Cái gáo này thuộc họ gáo trắng hay là gáo vàng? Gáo vàng. Thôi chắc cảm ơn chú Ba với chú Năm nhiều. Chú con gửi là chúc sức khỏe hai chú luôn. Sau một hồi thì nhờ chú Ba với chú Năm là người dân địa phương ở đây kể về cái câu chuyện cây gáo miểu linh thiêng như thế này. Thì đây không phải là một việc mê tín, tiên truyền mê tín gì đoan gì. Đây và đây là những cái câu chuyện có thật mà những người dân trong vùng người ta truyền tay nhau. Và Bùi Hồ cũng muốn giới thiệu luôn cho cô bác quý anh chị về một cái cây gáo có tuổi đời hơn 300 năm ngay tại vùng đất Cù Lao này. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Và nếu thấy có hay thì hãy bấm like và đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.